Xin chào các bạn đã quay trở lại Nhóm Review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ sản phẩm, những cái thiết bị dùng để điều khiển pin mặt trời, điều khiển sạc pin mặt trời. Đây là những cái bộ điều khiển sạc pin mặt trời. Ở đây mình có 3 bộ điều khiển. Đó, bây giờ thì mình sẽ test với bộ điều khiển pin mặt trời 12V 3 24V 30A. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn pin cho nó. Đấy, khi module ra nguồn pin thì nó sẽ hiển thị cái màn hình display lên như này. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ kết nối nguồn pin mặt trời. Đấy. Khi có pin mặt trời thì màn hình display sẽ hiện thêm báo hiệu pin mặt trời như này. Đấy. Chúng ta có thể tắt tải bằng tay. Đây là đang có tải. Mình để tắt tải bằng tay bằng phím này. À, đây là chế độ mình chọn là chưa có tắt bằng tay nên là chưa tắt được. Đây. Đây mình sẽ đo dòng gia tải. Mình sẽ đo dòng gia tải cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy ở trên màn hình đồng hồ là 12,4, gần tương tự với nguồn pin. Tiếp theo là các cái chế độ cài đặt, thì đây trên này có USB. Còn từ nguồn đấy được về nguồn đây 5V. Đấy, các bạn chỉ cần nhấn nút menu này để thay đổi các chế độ. Đấy. Để đây là màn hình display. Chế độ tiếp theo, đây là chế độ flash voltage như là dòng sạc. Đấy. Các bạn chuyển sang đây, các bạn giữ lại một lúc. Đấy, giữ khoảng tầm 5 giây có thể thay đổi các giá trị. Đấy, tăng giảm. Đấy, thì giải ở đây nó từ 12,7 đến 15V. Mình sẽ để 12,9 đi. Các bạn giữ một lúc nữa, giữ lại một lần nữa để quay lại chế độ chọn. Đấy. Đây là extra reconnect, là dòng sạc kết nối lại. Đấy, dòng sạc kết nối lại. Đây là chế độ Discharge Stop, nghĩa là dừng. Khi mà các bạn dừng sạc ở đây, đây là những chế độ. Đây là chế độ làm việc Work More. Đây là chế độ làm việc trong bao lâu. Đấy, thì từ 1 đến 23 hát là khi các bạn cài đặt cái chế độ này đấy, thì sau khi mà mặt trời tắt hoặc là mất nguồn từ đây, từ cái pin mặt trời này, thì nó sẽ sáng sau bao nhiêu lâu. Đấy, giờ làm việc thường thì nó sẽ tắt sau khi tắt cộng gia tải sau khi bạn setting. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ thử với mình đặt là 20 mấy giờ đấy. Bây giờ mình sẽ ngắt nguồn của pin mặt trời. Đấy, mất nguồn pin mặt trời. Để một chút sẽ có delay và sẽ có dòng gia tải. Đấy, delay một chút là sẽ có dòng gia tải. Bây giờ mình sẽ kết nối lại nguồn pin mặt trời. Mà cái này nó chỉ tắt khi mà các bạn setting thôi, sau khi các bạn setting thôi. Đấy, một lần các bạn muốn làm thế các bạn sẽ phải setting lại. Đấy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chế độ khác. Đấy, nếu mà các bạn thấy đến 24 giờ thì là sẽ luôn có dòng gia tải, nghĩa là 24/24 luôn. Bất kể là có ngày hay đêm hay không. Đấy. Luôn có dòng gia tải. Đây, còn với chế độ đây chế độ không giờ, đây là chế độ ngày đêm. Đấy, chế độ ngày đêm như module trước vậy. Đấy, thì đây đang là ban ngày. bạn thấy có một pin nó sẽ tắt, nó sẽ tháo giải ra, tháo một pin này. Nó cũng sẽ delay một lúc. Đấy, theo mình sẽ cắm vào một pin. Thì chế độ này cũng tương tự như chế độ kia, thì các bạn sẽ phải đợi setting, và setting xong thì nó mới tắt. Đấy, rồi để chế độ 23 giờ mình có thể bật, sẽ để là chế độ 24 giờ. Nên mình sẽ để lại chế độ 24 giờ. Thì ở chế độ 24 giờ thì nó sẽ luôn luôn có dòng quá tải. Các bạn thử ngắt tải bằng cách bấm phím này. Đấy, bấm phím down, nó sẽ tắt, nó sẽ ngắt tải. Đấy, chỉ chế độ này mới các bạn có thể ngắt, bằng tay. Khi các bạn thích dùng dòng quá tải, các bạn sẽ bật đầu tắt. Đấy. Ở đây là lựa chọn các loại pin. Đây có B01, B02 và B03. Đây. Thì B01 là Silit 14,4V, B02 Gel 14,2V và B03 Flux là 14,6V. Tất cả đều có trên đây. Trên cái bảng này nó có đi kèm theo phụ kiện ở trong bộ sản phẩm. Đấy, vậy thì video giới thiệu về các cái bộ điều khiển pin mặt trời, sạc pin mặt trời của mình đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.